Chào các bạn, sau đây cô sẽ cùng với các bạn giải bài tập số 4 sau khoa vật lý lớp 12 trang 94 để bài hỏi như sau. Trong trường hợp, ba suất điện động của máy phát 3 pha mắc theo hình sao và ba tải cũng được mắc theo hình sao thì phải có 4 đường dây nối từ nguồn tới đải. Hãy xét trường hợp ba tải đối xứng và chứng minh rằng trong số 4 đường dây nối ấy có một đường dây tại đó cường độ dòng điện luôn bằng 0, ta gọi là đường dây trung hòa. Để có thể giải bài tập này, cô cùng các bạn cùng quan sát lại mắc hình sao. Chúng ta có dây trung hòa. Như vậy, từ đây cô đã có tóm tắt lại đề bài và vẽ hình biểu diễn cùng với các bạn. Các em có thể thấy khi các cái suất điện động và tải đối xứng mắc hình sao thì dòng điện trong tải sẽ có cùng biên độ, cùng tần số và chỉ lệch pha nhau một góc 2π/3. Cô đã có biểu thức của dòng cường độ dòng điện đối với I1, I2, I3 trong các tải. Như vậy cô suy ra được cường độ dòng điện trong dây trung hòa là I sẽ bằng I1 cộng I2 cộng I3. Và ở đây chúng ta thấy cô sẽ sử dụng đến phương pháp giản đồ vector như hình vẽ ở bên. Cô thấy I02 cộng với I03 sẽ bằng I. Cô xin lỗi, I02 cộng I03 sẽ bằng I023. Và góc hợp bởi I02 và I03 là góc 2π/3. Như vậy chúng ta có I02 sẽ bằng I03 và bằng I01 và bằng I0. Như vậy chúng ta có I02 cộng I03 bằng I023. Vì chúng ta có I02 với I03 góc hợp bởi bằng 2π/3. Và chúng ta có I02 bằng I03 bằng I0 và bằng I023 và bằng I01. Và chúng ta lại thấy I023 ngược chiều với I01. Từ đây cô có thể suy ra I01 cộng I02 cộng I03 sẽ bằng vector 0. Như vậy cô suy ra y bằng 0. Như vậy suy ra được điều phải chứng minh. Bài tập số 4 đến đây là kết thúc.